Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang tới xem kênh của Ngọc Ánh. Có nhiều chị em bạn email và điện thoại hỏi mình Cô ơi, nhà bây giờ giá cao quá Chúng em sợ là nhà giá bây giờ là như là bong bóng nhà sẽ, sẽ bị vỡ Những người bạn Mỹ của mình cũng nói như vậy họ sợ họ nói giá nhà bất động sản cao quá giờ thì họ nghĩ là chắc không nên đầu tư về bất động sản mình giải mã cái chuyện mà Bóng bóng nhà đất cho bạn nghe thường thường á, nhà đất đó là nó là có chu kỳ khoảng chừng cỡ chừng 10 năm thì là giá nhà sẽ bị um, trục xuống. thì ở Mỹ tại sao vậy bạn? ở Mỹ á thì là khi mà kinh tế lên, chứng khoán lên cao thì để chống lạm phát, ngân hàng Mỹ giảm tiền lời. Bạn nào mua nhà mà hồi năm 2009-2010 nhớ không Là cái cái uh, mượn tiền mua nhà là phải 7-8 phân một tháng Bây giờ đó là mượn tiền mua nhà có 4 phân Một, tháng, một, một năm chứ, một năm chứ một tháng mà nó xin lỗi, một năm Hồi 2008-2009 thì nhà mượn tiền mua nhà là 7 phân một năm tại Mỹ Thì là nếu mà bạn trả 7 phân 1 năm Bạn mượn 100 ngàn Thì cái tiền trả Mình tính trung bình vậy ha Trong theo mình 30 năm môi kia Trả nói chừng là 700, 800 một đô Một tháng Bây giờ cũng mượn 100 ngàn Mà bạn Trả 4 phân thì bà xuống còn có chừng 400, 400 mấy một tháng Thì khi mà tiền lời xuống Thì là người ta đi mua nhà nhiều Và người ta được được mượn nhà nhiều Khi nhiều người đi mua nhà Thì giá nhà nó lên Thì sẽ xảy sẽ, sẽ ra cái cảnh là Giá nhà già cao quá Giá nhà cao quá Thì là... Um, nhiều người không mua được. Khi mà nhiều người không mua được, thì là ít người mua. Rồi, thì cái giá nhà nó phải hạ xuống. Tại ra theo nó theo cái dụng nhiều người mua nhiều một món hàng, thì thì món hàng nó nó lên giá. Người mua ít lại, thì 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 món hàng nó sụt giá, phải không? Bây giờ kinh tế đương phát triển tiền lời mua nhà thấp thì ai cũng đủ sức để đi mua nhà thì giá nhà nó cao mình thấy cái nhà bây giờ đó là không có gì đặc biệt tầm thường gì mà cũng 300 300 mấy ngàn một tháng 300 à, 300 300 mấy ngàn đô cái nhà đó đó cách đây 10 năm chừng 200 ngàn 220 bây giờ là phải trả 300 ngàn 320 350 rưỡi mới mua được cái nhà dùng đó như vậy bạn thấy nó lên giá vậy cao không thì bây giờ thị trường chứng khoán lên rất là cao nhà cũng lên giá rất là cao thì cái cái, cái chu kỳ 10 năm nó lên nó xuống nó lên nó xuống thì bây giờ nó, nó là nó đỉnh cao thì ai cũng sợ là có thể là nó sẽ đi xuống nó đi tụt xuống thì cái nguyên nhân chính mà nó tụt xuống á, là bạn phải coi cái thị trường chứng khoán của mỹ nếu thị trường chứng khoán mà nó có giữ giữ hoài SPX mà nó nó, nó cái 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 đau cái đau mà nó giữ 25 26 27 ngàn đó thì là cái thị trường nó vững ngày nào mà nó mà tụt xuống chừng 24 25 24 22 23 ngàn thì giá nó, giá giá nhà nó sẽ đi xuống theo thì bây giờ đưa nó đơn cao lắm chứng khoán cũng cao nhà cũng cái gì cũng cao hết nếu mình á mình đã có nhà rồi, nhưng mà nếu mà mình không có nhà mình phải trả tiền thuê nhà thì là các bạn nên mua nhà nhưng phải kiếm cái nhà nào cho nó giá phải chăng cho nó dùng tốt để lỡ mà cái bị sụt xuống giá xuống thì không nó không sụt bao nhiêu rồi nó cũng sẽ lên lại tại các nhà mình ở mình mua nhà thì cái tiền lời mình trả nhà băng để mua nhà tiền thuế nhà tiền bảo hiểm nhà được trừ vào cái thuế mà mình phải đóng thì mình được giảm thuế nhiều lắm mình mướn nhà là cái tiền quăng ra cửa sổ còn nếu mà đầu tư á đầu tư mà đi đi để, để cho thuê á thì là lúc nào cũng có người bán giá phải chăng cái giá trị một của một cái nhà phòng trọ cho thuê là tính theo cái tiền cho mướn nhà mà tiền mướn nhà bây giờ lại nó giá cao bây giờ bạn lấy một cái tiền mướn nhà một ngàn rưỡi rồi mà trừ đi 300 đi bớt xuống đi 10 phần trăm cho cho 20 phần trăm cho cỡ 10 phần trăm đi thì nó thì thì là nó sẽ là sẽ là cái giá khi mà bị là bị thị trường sụt xuống thì cái tiền thuê nhà cũng sụt xuống bây giờ ngàn rưỡi thì nó sụt xuống chắc cũng cũng, cũng ngàn hai thì bạn tính vậy đó nếu mà 10 cái phòng mà mà giá nó là, là là mình mình ảnh được có một ngàn hai một tháng thì tức là uh, 10 cái là 12 ngàn 20 cái là 24 ngàn 24 ngàn cho 24 là cho là 30 ngàn thì là cái cái này nó thâu vô một tháng á, là 30 ngàn tức là một năm thâu vô 300 cho 400 ngàn thì bạn bánh tính bạn tính là, là cái giá trị của căn nhà thường thường tính là là gấp 5 nhân gấp 5 nhà cũng tùy theo là mình phải tính như vậy là nếu mình bỏ vốn chừng đó rồi mượn tiền nhà băng chừng đó rồi mình tự, cái tiền đó là tiền lời nhà băng trả mình phải trả bao nhiêu rồi um, tiền thế đất tiền bảo hiểm tức là cái tiền mình chi phí thì trả bao nhiêu rồi cái tiền mướn nhà có đủ cover không thì mình mới mua thì những cái người mà họ, họ họ, họ bán nhà đó họ bán nhà trọ là họ chỉ bán là gì khi họ có chuyện trong gia đình như là um, có người qua đời rồi phải bán cần tiền hay là họ làm ăn chuyện khác mà bị lỗ lã rồi họ mới xây phải bán bất bất động sản để trả thì họ mới bán chúng tôi uh, bất động sản mà thu nhập nhiều vừa thu nhập nhiều mà vừa cái giá đắt lên nữa người ta đâu muốn bán thường thường bán ở Mỹ nhiều lắm mà bán thì bạn biết là sao ly dị người ta ly dị thì người ta phải bán người ta chia của thì người ta bán nếu người ta bán giá cao á thì không ai mua không thì phải bán giá phải chăng để mà bán được thì nếu mà bạn kiếm được như vậy đó thì thì là những cái nhà mà bán theo cái giá phải chăng không không giá tính theo cái 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 mức thu nhập mà mình nó phải chăng đã hết đã hết tiền uh, chi phí rồi mà còn tiền lời cho mình đó, thì thì mua được tại vì tại khi mà thị trường xuống giá đó những cái phòng trọ những cái nào mà làm ra tiền đó nó không có xuống giá bao nhiêu hết đó. nó xuống một chút rồi nó cũng lên lại tại cái đó là cái 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 cơ sở thương mại làm ra tiền và lúc nào cũng có người phải mướn nhà thành ra lúc nào cũng cũng là ít người bán lắm mình làm nghề bán bán này là lâu năm rồi bạn mình có nhiều khách hàng có dặn là cái này tôi có nhiều tiền là chị ơi tôi có ba năm một triệu mỹ kim nè tôi muốn mua cái nhà một dãy nhà phố uh, chừng ba mỹ kim ba triệu mỹ kim bốn triệu mỹ kim vậy đó chị kiếm dùm rồi có người thì nó sẽ nhỏ nhỏ hơn tôi có một trăm ngàn đô tôi muốn mua nhà chừng mua dãy phố chừng năm trăm ngàn đô kiếm dùm thì mình có nguyên nguyên sổ như vậy đó bạn để mình viết cho họ hết nhưng mà kiếm thì nó khó lắm tại vì mình đi mình liên lạc những người chủ hoài mình qua lâu mình liên lạc mình điện thoại mình tới hỏi thăm những người chủ này kia đó người ta đâu có bán khi nào có chuyện có chuyện nhà thì nhìn ta mới bán hay là người ta về hưu người ta người ta mới bán à, kiếm những cái nhà nào mà họ về hưu mà trả hết họ, họ trả hết nợ nhà băng rồi họ muốn về hưu tại họ giờ họ lớn tuổi rồi họ không có cắt cỏ Họ không có chùi nhà chùi nhà tắm sữa cầu tiêu cho 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 cho, cho của họ nữa đó cho 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 người mướn thì họ muốn bán để họ lấy tiền họ về hưu thì bạn kiếm được cho người đó đó bạn điều đình bạn mua để bạn mua lại mà để cho họ thay vì mình đi mượn nhà băng mượn tiền thì mình 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 để biểu họ cho mình mượn tiền họ họ hôn mối gì cho mình thì mỗi tháng mình trả cho họ là cái bao bạn bạn vô được cái đó mà họ thích họ thích bạn họ cho bạn mượn luôn nguyên cả cả gói luôn là bạn vô là không cần vốn bạn coi cái video trước của mình mình để là cách mua phòng trọ không cần vốn là bạn hiểu ngay xin chào các bạn à, cần, cần... sau mình sẽ nói tiếp về cái chuyện mà uh, mua mua bán uh, quản lý phòng trọ và từ phòng trọ làm ra Airbnb cảm ơn các bạn nhé chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe nhiều sức khỏe và lúc nào cũng thành công và gia đình hạnh phúc bye bye